quay hả? Hello. Thì Viên mới thả nhẹ mấy chục triệu. Ghê quá à. Thả nhẹ mấy chục triệu. From Hearts. Tí về unbox cho các bạn coi nha. Let's go. Chuẩn bị chưa? Cái giá của cái món này là
bên này đẹp nè. Ở đây nó vắng hơn qua kia kia nhiều ha. Rồi, đi đái đi. Xuống mà sợ rất máy ảnh quá. Bro. Thumbnail nail. Chỗ này còn thắng không? Đây là view từ khách sạn này, lầu 15. Nó đang lấy nước lầu 3 hả con? Dạ, cái nào cũng lầu 3 hết. Rồi. Vậy mấy cái ở ngoài luôn, đâu cần phải vô bên trong đâu. Tủ nó cũng hơi cũ ha, nhưng mà nó ok, sạch sẽ ok. Oh. Is there a bidet? Yeah, no, it's like the Japanese one. There's a pulsating option. You can pulsate your... Yo. Nice. I'm gonna do my business. Yo. Nếu tôi làm được 1 million views for this trip, you buy me a condo? No, with what money? The line from Aguro is like 20 minutes. 20 minutes? Hmm? What is your strategy? Vlog on the summer everywhere. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta order poke. Poke giống như là cá sống thôi mà nó để trên cơm á, giống như sushi á nhưng mà trong cơm thôi. Cái này là đặc sản của Hawaii. Này là quán của Nhật. Đây đang ngồi ăn trong khách sạn. Đây, cái này là trứng cá với lại uni. Ahi tuna, king salmon, tamago. Okay. Ở chỗ này buổi sáng có bán muối vị coffee, nước ép. Chắc biết cái chậm đó. Kiểu hai đứa ăn tới tí nó hết cơm lấy gì đâu anh. Nhưng mà chắc bây giờ ổng ra qua kia kia ổng bán giá mắc. Không, tức là ở Chinatown thì buổi sáng, còn ở chiều ở đây. Ôi tạm biệt ông. Ông bán mắc mà tôi không tốn công hả? Ừ. Nửa tiếng, tiếng là hồi chứ. Tiếng hồi đó, chứ nửa tiếng thôi. Thật ngon lắm mà. Thơm. Ngọt hơn trái cây trong trong đảo, trong đất liền. Wow, đẹp quá. Wow. Sống ảo đi, sống ảo đi. Đẹp quá à. Không bao giờ hết người bơi rồi, đi ngồi chơi đó. Không có người bơi đó mà. Không có người bơi đó. Đi sống ảo đi, ai với ai. Ra biển, ra biển. Dạ, chúng bơi cho nhóc tôi kìa.
Yeah, yeah, yeah. Sale nha, đang sale nha. Ôi mẹ, 55% mà còn thêm 25% nữa. Hả? Kể. Wow. No, it's like additional 25 for up to 55. Oh. Yay. Coffee. Ghê quá à. Thả nhẹ mấy chục triệu. Chrome Hearts. Xíu về unbox cho các bạn coi nha. Let's go. 1900 bucks. 2000. James. Say what's up. Yo, what up? Pokemon. Yeah, that's a 30% off. Oh, that's kinda ugly. Well, yeah. Năm chục, chắc gần bốn mấy 50 đồng. Con có lắm này chưa? Con thì chưa nhưng mà thôi con cũng không cần. Copy. Oh, they have weep shit, dude. Thank you. Vô cùng là lit. Cho tiền.
vô cùng là lit. Hey, they have hamburger steak. I'm thinking short ribs, and then one steak. Đây là cơm sườn. Tôm. Oh, they have cheese. Mẹ là loco moco. Có hamburger. Cream pie, best on the island. Ai xỉu mà? Xỉu bằng gì? Để sao? Cái này thì giá sao 15 đồng. Ờ 5 đồng, 5 đồng 49. Giá nó mà tí. Nhiều không? Oh, they have cheap. Oh, look. Ừ. Ý. Có rẻ không bên kia nhiều chứ không? 9 đồng. Cho tổng phần tiền hết. Dạ. 10 đồng mà. Có rẻ không nhiều vậy? Chiều mốt. Mà chiều nay anh thấy rồi mà. Thêm mai đi. Mua về mang luôn kìa. Ồ, Pokeball sale nó bán nó lấy hết rồi. Ờ, nó bán hết. Thì nó bán cơm lưa nhé, đồ bán rẻ. Ngon ha. Ê, nó đang sale nè. It's so cute. Mochi ice cream. Oh, mochi ice cream bên này đây. Mua đi mà. Có matcha. Vanilla, white chocolate. I don't want to try the lemon. Vậy chúng nó bỏ lại một cái nhôm của đây ha. Okay. Hello. Đeo cho mẹ một cái matcha. Matcha. I want passion fruit. Can we have everything but not like the strawberry? Or do you like? Can we get one strawberry, one passion fruit, one matcha? Yes, please. Would you want it in a box or individual bag? Just box is fine. Thank you. Ủa, rồi cậu thấy gì nhá? Sứa. Con gì á? Là mai trở lại đây quay lại mua đồ ăn về ăn không? Ui, okay. Đây là cái cá này nè, mình tới mình ăn ở Nhật nè. Ủa, Saba. Cái... để tôi lạnh nha. Ăn luôn đi. Ăn luôn đi không? Ăn luôn đi. Có cá. Một chi donut. Yummy. Yeah. Okay. Yummy. Bỏ miệng ăn. Xong rồi nó bắn đó ha. Ta đi rồi. Bé đấy có thằng hàng nó có Việt Nam. Ngày nào nó cũng ăn. Nó nói một ngày nó ăn 100k. Đâu rồi nhưng mà nó lên nó quay. Nó thầm nó. Hôm nay coffee milk hồi đẹp. Ừ. Thôi bắt.
Thế này khó. The copter. Oh, I see it. You see it? Yeah, I see it. They're supposed to be over there, but they won't over there. Oh my god. This person on the stretcher. They were just hanging on the stretcher. No. Scary. You sure there's not someone on it? There's someone on the stretcher. Look. Like, they're on there right now? Yeah, they're on there right now. It's not a luggage, it's a person. Wait, that's so scary. Why don't they put them in the helicopter? That's great. Còn cái food truck ngay trong đối diện cái mò, trong cái parking lot đối diện núi, nên là có cái donut
nổi tiếng. Đây nó bán cái này. Chờ xíu nữa ăn xong rồi review chắc không được nhiều nhưng mà ăn thôi. Wow, nó có cream. Custard, ha cái. Này là cái này là chua ngọt, chua ngọt. Còn cái này là original, cái là coconut, cái là cream. Bắt em cho ăn rồi, bắt em quay tí ăn. Để ăn nha. Nhắm nhí. Con thử nha, con chứa nha. Bắt em quay. What? Flavor? Cua nữa. Cái dừa của mẹ đâu? Đây cái dừa hả? Dừa. Không ăn hết của cái ly. Ngon mà. Want me to put the sauce on it? Mm-hmm. Amazing. Yummy. Dạ các bạn, đây là ngày cuối cùng ở Hawaii. Thì đây là kết thúc series Hawaii của Viên, Lost Hawaii của Viên. Thì tối nay Viên sẽ bay qua Seattle. Sẽ có content mới cho mọi người coi, có vlog mới. Sẽ gặp gỡ rất là nhiều người đi. Tại vì ở đây Viên không có quen ai hết trơn, nên không có nói chuyện nhiều với ai. Thì vlog các bạn coi chủ yếu là Viên đi ăn, Viên shopping thôi. Thì cũng đâu biết ở đây Viên đâu có quen ai đâu. Nhưng ở đây chủ yếu là dân du lịch là nhiều. Cũng không có nhiều mà mấy cái thời trang cho các bạn coi. Nó thì nhưng mà qua Seattle nó sẽ có nhiều thứ hơn, Viên sẽ có thể có nhiều cơ hội cho các bạn coi, gặp gỡ nhiều người hơn. Rồi, mong các bạn chờ video sắp tới. Yo, xin chào tất cả các bạn. Thì bây giờ mình đã về tới nhà. Thì mình sẽ cho các bạn coi những cái pick up mình đã mua trong cái chuyến đi du lịch vừa qua. Mua cũng không có nhiều, mua ít mà mua chất. Quality over quantity. Viên chỉ mua chủ yếu là mua ra Chrome Hot mua thôi, không có mua những cái thứ khác. Tại vì ở Hawaii nó cũng kiểu ít đồ mua. Thứ nhất á, thời tiết nó nóng, người ta không có bán đồ đẹp nhiều, người ta chủ yếu bán đồ t-shirt. Với lại những cái thường mà các bạn có thể mua ở đâu cũng được, hiểu không? Nhưng mà có một cái đặc biệt ở Hawaii á, là vì họ muốn khách du lịch tới, thì bây giờ họ đang có một cái giá gọi là Hawaii price, tức là giá Hawaii. Có nghĩa là tùy theo tiệm, họ có thể giảm giá từ 10-20%. Giống như Dior, Louis Vuitton, Prada, Balenciaga thì họ có thể họ giảm cũng chừng như đó, hoặc là có thể họ miễn thuế cho các bạn. Thứ hai nữa là thuế sales tax của Hawaii chỉ có 4% thôi, so sánh với ở trên đất liền Mỹ là 6 tí, có thể lên tới 10-mấy% lận. Ai ở Hawaii nên đi shopping nếu mà ai có nhu cầu. Thì hey, ok, let's get right into it. Thứ nhất là Viên muốn shout out to anh Tân. Anh Tân bên VSSG và Souvenir đã tặng Viên một cái món quà nhỏ nhỏ từ lúc mà Viên đi Seattle. Thì Viên kèm cái món quà này vô trong này luôn, tại vì Viên không có mua ở Seattle hết. Thì đây là một cái t-shirt mình Souvenir làm cũng gần gần đây, như 1-2 tháng trước đây á. Đây, Souvenir. Đó. Áo này là áo mẹ. Lúc mà anh Tân release lúc Mother's Day như tháng. Xin lỗi. Không nhớ ngày Mother's Day ngày mấy, nhưng mà rất là đơn giản thôi. Áo màu blue. Không biết màu này màu gì luôn. Nó nửa xanh lá, nửa xanh biển hay các bạn. Thì ở đằng trước nó kia là mẹ, đằng sau là tất cả. Mẹ là tất cả. Chỉ có 3 chữ thôi nhưng mà có một cái áo, có một cái message rất là lớn lao. Once again, cảm ơn anh Tân. Mong các bạn chờ vlog sắp tới. Nếu mà các bạn coi hết video này, Viên sẽ để một cái teaser
cho một cái phần vlog sắp tới sẽ có một cái video rất là đặc biệt cho các bạn coi. Ok, so stay tuned. Thứ hai là hai cái đôi giày mà Viên mua trước khi Viên đi du lịch. Một đôi giày á là Viên mua trước rồi, nhưng mà Viên lúc đó nó không có size của Viên. Viên mua trên Nike.com luôn. Hai đôi này là hai đôi Nike thẳng, mua thẳng trên website Nike luôn. Nhưng mà một đôi này nè, đôi thứ nhất ha, đôi Nike Air Force 1. Brand new Air Force hả? Air Force 1 lần trước mua là mua size 10, nhưng mà Air Force 1 nó hơi rộng tí xíu. Viên mua size, Viên là size, mang size 9.5, mà lúc đó không có size, lúc đó bán hết size rồi, còn size 10 thì nhưng mà Viên check lại website sau vài ngày á, vài tháng chứ, nó có size 9.5 lưu lại. Thì Viên nhắn tin cho Nike, họ nói thì nói cho đổi size được không. Họ nói ok, tại vì đôi đó Viên cũng để dành, Viên chưa mang đó. Thì đây cái á, mà cái đôi này á khác biệt với những cái đôi Air Force One thường á, cái chất liệu của nó, chất liệu da của nó, các bạn thấy nè, đi rất là sướng chân. Là những cái da này nó đi á, nó không có bị form dáng, nó giữ được form dáng nó lâu hơn so sánh với đây. Là cái đôi Air Force One thường mà Viên đã mua từ lúc năm 2018, là cũng gần 3 năm rồi, hơn 3 năm rồi đó. Thì cái da các bạn thấy đây, da này nó giống như là plastic vậy đó. Còn da này là da rất là mềm luôn. Bạn nhìn là các bạn thấy nè. Đó, với lại form dáng nó khác nhau nhiều. Form này rất là ngon luôn đó các bạn. Đó, đằng sau đó, nó có cái miếng da lộn. Ai mà follow Viên trên Instagram, ai mà coi YouTube của Viên á biết, sẽ biết đôi này là cái đôi giày Viên mang nhiều nhất. Đôi Air Force One là cái đôi giày Viên thích nhất, đôi sneaker Viên thích nhất. Mà cái đôi sneaker này Viên nghĩ ai cũng có nên có trong bộ sưu tập của họ. Nó thì cái này là đôi thứ tư của Viên. Mỗi năm là Viên mua một đôi đó, mua một đôi mới đó. Mà kiểu Viên chờ mấy cái phiên bản đặc biệt như thế này mà có cái da, cái chất lượng, cái chất lượng nó tốt hơn, mang nó sướng chân hơn. Thường giày trắng mà ai cũng muốn đôi giày, mang đôi giày trắng tinh hết trơn á, Viên cũng phải thủ mấy đôi cho đến khi mà mấy cái đôi cũ kia nó đã kiểu nó không còn đẹp nữa thì Viên đổi qua. Mà hôm bữa Viên có cái coupon á, thì Viên mua còn 60-70 à. Tiếp theo đôi thứ hai là đôi Nike Dunk Fragment. Đây, mới tanh lưng. Đôi này Viên không ngờ là Viên mua được giá retail nha các bạn. Kiểu hôm bữa đó dậy sớm để mà chở em gái đi đâu đó quên rồi. Xong cái tình cờ lúc đó cái app sneaker nó nhắn cho mình là cái slot để cho mua đôi này đã mở ra, mày có thể mày tham gia. Lúc đó mình Viên bỏ cái phiếu Viên vô, xong tiện cái 10 phút sau nó nhắn đã nhận được. Lúc đó giật mình luôn á, kiểu không bao giờ Viên trúng được mấy cái raffle quỷ này hết trơn, nhưng mà lần này trúng được. Thì Viên cũng không có review nhiều cho các bạn coi, tại vì cái đôi này cũng đã rất nhiều người review rồi. Thì đơn giản là nó đôi Nike đơn màu tím màu đen, thêm có cái logo ở đây thôi, với lại thêm cái dòng chữ dưới này. Viên thì Viên không có thích cái màu này lắm, thích cái đôi phiên bản mà London hơn, cái phiên bản mà màu hồng với màu vàng á, cái màu đó nó chói, nó đẹp hơn. Còn cái này màu này hơi chìm thôi, có khi là dễ phối đồ, nhưng mà Viên chưa có phối đồ với giày tím bây giờ cho nên Viên cũng đang phân vân. Mà thôi, bây giờ giá cũng rẻ quá, bán cũng đâu có lời được nhiều. Thôi Viên sẽ keep, thì Viên sẽ giữ dead stock rồi chắc mấy năm sau có hứng thì mặc. Ok, và cái phần các bạn bấm vô cái video này đây là đây là Chrome Hearts. Viên mua 2-3 thứ tất cả, tại vì trong đó nó không có cho quay cho nên Viên sẽ kể sơ qua cái trải nghiệm của Viên trong cái tiệm đó nha. Nếu các bạn mà đã tới được Chrome Hearts rồi, hoặc là có được đi nước ngoài rồi, các bạn biết những cái tiệm như là Supreme nè, Palace nè, Chrome Hearts nè, nhân viên trong đó rất là chảnh chó, nó thiệt luôn. Họ kiểu là mày mua thì mua, không mua thì thôi. Nhưng không biết tại sao cái tiệm này, đặc biệt cái tiệm này rất là nice. Viên đã đi nhiều tiệm Chrome Hearts rồi, Viên đi tiệm Chrome Hearts ở Hàn Quốc, ở Nhật, ở hai tiệm ở New York, chỉ có mỗi cái tiệm này là
nhân viên tiếp xúc rất là nice. Không biết là người Hawaii người ta nice như vậy hoặc là cái cô đó cô cổ tình cờ cổ thân thiện như vậy mình không biết, nhưng mà trải nghiệm của Viên ở tiệm Chrome Hot Hawaii là rất là tốt. Mở ra luôn ha, mở ra cho các bạn coi. Thì trong này, trong cái hộp nhỏ này Viên mua, bịch nhỏ này Viên mua hai cái phụ kiện. Cái phụ kiện thứ nhất là một cái lắc tay, một cái vòng tay. Đây là Chrome Hearts Dice Bracelet. Mà Viên á, Viên cũng không khuyên các bạn mua Chrome Hearts trên online đâu. Trừ khi các bạn order qua seller mà có tiếng thôi, chứ Chrome Hearts trên mạng bán giả rất là nhiều luôn các bạn. Viên cũng sợ mua Chrome Hearts trên mạng lắm, cho nên Viên chỉ mua chính hãng từ tiệm ra thẳng luôn thôi chứ không có mua thông qua ai hết trơn á. Đó thì hôm bữa ra tiệm thì cái này nó mới về, cái mẫu này nó cũng ra được mấy năm rồi, nhưng mà cái nó mới restock lại cái mẫu này, xong cái Viên ra Viên thấy đẹp quá mà Viên mua luôn, còn đúng cái mua luôn. Chrome Hearts, nếu các bạn biết Chrome Hearts là cái chất liệu rẻ nhất mà họ xài là bạc, rồi sau đó là vàng, xong rồi có vàng đính kim cương, đính ruby, đính sapphire. Viên hợp màu bạc hơn, với lại Viên cũng chưa tới mức đó cho nên Viên mua bạc hết. Thì Viên cũng chưa có cái lắc tay nào hết trơn á. Chứ bây giờ các bạn thấy outfit Viên chẳng bao giờ đeo lắc tay, nhưng mà cái này là Viên đeo lên rất là ưng ý, rất là ưng ý. Cái cách thứ hai là một cái trong cái túi này đây, phải cột lại nữa. Trang sức là một cái bông tai mà hình kim băng đó. Safety pin thì nó cũng đơn giản thôi, nó làm bằng bạc, không mà nó đính cái chữ Chrome Hearts lên đằng sau, với lại cái dấu thập ngay mặt đằng trước, vậy thôi hết. Không có gì đặc biệt, nhưng mà Viên là thích cái này lâu rồi, tại vì nó không có rườm rà quá, mà nó cũng không có đơn giản quá. Đây à, cho các bạn coi. Hôm bữa nếu mà các bạn nào mà đã coi Viên từ lâu á, thì biết là Viên mua cái dây chuyền Chrome Hearts này cũng từ gần 2 năm trước rồi. Cuối cùng nói nhiều quá hết hơi, khát nước quá mà quên mang nước xuống nè. Cuối cùng là một cái t-shirt, một cái món quần áo. Đây, họ dán băng keo Chrome Hearts lên. Rồi cái giấy nó cũng có, nó in Chrome Hearts lên nữa, không biết các bạn thấy được không? Không thấy được thôi. Đó, đơn giản vậy thôi. Xong rồi đằng sau nó in Chrome Hearts. Nó ghi là Honolulu. Honolulu là cái thành phố mà Viên ở ngay trên Hawaii ấy. Mà in này cũng in dởm lắm. Đây, nó để Chrome Hearts logo ở dưới. Ở đằng trước pocket có cái logo đằng trước thôi. Mạc này Chrome Hearts á. Nếu các bạn có mua Chrome Hearts á, Viên khuyên là các bạn, nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn mới nên mua quần áo. Còn nếu mà các bạn kiểu chưa có điều kiện lắm thì chỉ nên mua trang sức của họ thôi. Tại vì họ, cái mà họ bắt đầu làm ra từ lúc mà họ mới lập brand á, là trang sức bằng bạc, bằng vàng. Còn những cái quần áo là họ mới bắt đầu làm mới đây thôi, mới gần đây thôi. Viên coi cái brand này á, là cái brand trang sức, brand jewelry. Chứ Viên không có coi cái brand này là cái brand fashion brand. Tại vì sao? Tại vì những cái món quần áo của họ, chữ Viên coi giống như là merch, là merchandise. Tại vì sao? Viên ra Viên sờ đồ của họ, chủ yếu là chất lượng nó cũng bình thường rồi, nó không có đáng với cái giá của nó. The only reason why it's expensive, cái lý do duy nhất mà nó đắt tiền là tại vì họ gắn thêm những cái accessories bằng bạc, bằng vàng hay là cái gì đó lên cái quần áo của họ. Giống như là các bạn mua một cái flannel của họ, cái flannel này nói thiệt luôn, các bạn có thể ra tiệm Military Surplus, cái tiệm bán đồ thrift, rồi các bạn mua thẳng y chang. Cái điều khác á, là họ đính những cái cúc của họ lên, đính những cái accessory, những cái món nhỏ nhỏ của họ lên bằng bạc, mắc là mắc cái đó. Còn nói thật ra là những cái base, cái foundation của những cái món đồ đó là giống như những cái toàn đồ vintage thôi, nói thiệt. Hoặc những cái đồ mà các bạn có thể mua 1/10 cái giá đó, nếu mà các bạn lên mạng kiếm. Giống như đồ Timberland thường mua nhiều, 150 đô, mà họ đính cái mấy cái accessory của họ lên, họ chạc 1.000 đô, 1.500 đô. Đó. Thì các bạn mua chủ yếu là mua những cái accessory đó về mua cái branding thôi. Viên á, thì Viên thấy không đáng lắm, kiểu nhìn cho vui mắt thôi.
nhìn thấy là lạ, nhìn khua thôi, chứ Viên không có consider cái đó là investment piece hay là cái gì hết. Chrome Hearts nói thiệt bây giờ nó đang rất là hype. Những cái quần của họ, lý do họ đắt là tại vì họ chạc cho các bạn, họ chạc từ những cái cúc ở trên cái đính, cúc đính trên cái quần, với lại những cái miếng bằng da. Những cái miếng bằng da đó thừa như 80 đồng tới 100 đồng một miếng, xong rồi họ dán chừng mười mấy miếng lên đó, thì họ có thể hét giá lên là 1,900-2,000 đô một cái quần giá retail. Xong rồi họ làm rất là limited, cho nên cái giá nó, cái giá resell lên chừng 3-4,000 đó. Điên thấy cái đó không có đáng, nói thiệt luôn không có đáng. Nếu mà ai có nhu cầu, ai có nhu cầu mà ai có điều kiện để mà mua cool, that's fine, that's up to you, it's your money, cái đó là tiền của bạn, Viên không trách được. Còn nếu mà các bạn hỏi Viên á, đáng không, Viên thì nói là không, chỉ đáng là chỉ đáng những cái trang sức thôi. Tại sao Viên mua cái áo này? I feel like such a fucking hypocrite, man. Tại sao Viên mua cái áo này? Tại Viên mua cái áo này là tại vì Viên muốn một cái gì đó nó exclusive tí xíu. Cái lý do của Viên ở đây là có chữ Honolulu. Đơn giản vậy thôi. Cái này là kỷ niệm đi Hawaii, kỷ niệm vô tiệm Chrome Hearts ở Hawaii. Thì lâu cũng phải làm 2 piece các bạn ơi, lâu cũng phải làm 2 piece, ok. Cũng không lúc nào cũng archive được, lâu cũng phải 2 piece, ok. Cái giá làm cái áo này là chừng 3-4 triệu đồng là cùng. Nếu mà in, họ nói là made in America, print made in the USA, in ở Mỹ, ok, giá bên này lên tới 3-4 triệu đồng là cùng. Các bạn đoán thử coi, comment ở dưới, đánh chạc Viên cái này bao nhiêu cái áo. Đoán thử đi, comment ở dưới đi, rồi từ từ Viên móc móc hóa đơn ra, móc receipt ra cho các bạn coi. À, đây, họ cho thêm gym, match, lần trước cũng được cho cái hộp gym. Ok, đoán xong chưa, comment xong chưa, chuẩn bị tức ói máu nha. Viên mua mà Viên cũng hơi tức á. Oh yeah, nó còn chạc thêm tiền cho cái shopping bag nữa đó, coi nè, coi nè, coi nè. Shopping bag fee, tại vì cái tiểu bang này nó muốn bảo vệ môi trường đó, thì đi đâu họ cũng chạc tiền cho cái túi hết trơn á, 15 cent đồ. Anyway, so, đoán được chưa? Các bạn đoán được giá chưa? Chuẩn bị chưa? Cái giá của cái món này là một cái áo này không là 190 đô. What the fuck? Cái bông tai là 330. Cái lắc không là 1,290. Vừa là tổng cộng cái bia là 1,900 mẹ nó này. Thuế may là thuế ít á, thuế mà cũng ra 85 đồng 29 cent đó các bạn. What the hell? Shipping charge không có gì. Tao đến muôn đời, mỗi khi mà tao muốn ngắm sao, tao ngồi lên trời, chờ nghe về những chuyện lớn lao khi cơn mưa đêm dài. Có tâm muốn đường đi đâu cha cùng với anh em của tao, nhưng có cả tình cảm đau tay hùng ra nhưng đâu có sao. Hustling out đi là flip one, nếu mà tao tin vào, khi mà thất bại đến với tao, tao nói xin chào. Tao là for. Vì không biết Viên mua những cái thứ này là Viên thương bản thân hay là Viên ghét bản thân Viên nữa. Cái mấy cái trang sức thì ok, tại vì nó là bạc, hiểu không? Nó là Viên đeo trang sức cũng là nhiều. Viên mua cái này 2 năm trước cái gì? Đi đâu Viên cũng đeo hết trơn, Viên thấy rất là đáng. Còn áo t-shirt thì... Cảm ơn các bạn đã đón xem. Cho các bạn coi Pokemon đi. Coi thì chán rồi. Mấy ngày hôm nay Viên bỏ rơi cái channel của cái Pokemon. Nguyên tháng này là Viên chưa có update. Thì Viên cho các bạn coi... ai mà có đăng ký vô cái kênh Pokemon của Viên thì đây sắp sửa mình sẽ khui hộp này, Vivid Voltage Booster Box. Hai hộp này Miracle Twin không biết có nên khui không, nhưng mà rất là muốn khui. Còn hai hộp này chắc để dành đó. Đây là những cái Pokemon pickup là Viên đã mua vừa rồi. Còn có những cái thứ nữa, hôm bữa mua cái Charizard Tin ở Seattle. Viên sẽ mở cái hộp này trong cái video sắp tới. Hidden Fates. And that's about it, guys. Thank you for watching. Please like, comment, subscribe. Follow me on Instagram. Subscribe với cái channel Pokemon nếu các bạn interested. Share cái video này lên mạng xã hội. And I'll see you guys next time. Peace. Mình nói về cái topic này nó hơi nhạy cảm xíu được không? Ok không? Anh hứa nha. Nếu vậy, nếu anh không, ok, em cắt ra không được. Ok. Alright, what happened with Ben 10 in VSSG? Ben 10. Benjamin Trần với lại cái gì đó? Vô cùng là lit.